Chào buổi tối mọi người. Phú Đề Gia ở lễ chương 6502 đến chương 6506. Nữ điều hành kia vốn dĩ đang xem kịch hay, giờ phút này hơi sửng sốt một chút, vô thức nói ra: "Ngươi tìm đường tổng của chúng ta sao? Nha, ngươi thật trâu bò đó." Trần Viện Viện giờ phút này đối với Bộ Nguyên Minh giả bộ trâu bò, khịt mũi coi thường. "Muốn tìm đường tổng của chúng ta, khiếu nại ta sao? Trịnh Khánh Vân, ngươi từ nơi nào tìm ra nam nhân này à? Thế nào một chút đầu óc đều không có như vậy chứ? Tới trường hợp như thế này lại muốn dựa vào khiếu nại đến giải quyết phiền phức hay sao? Đầu óc là có vấn đề rồi sao? Huống chi đường tổng là người như thế nào chứ? Là hắn dạng mặt hàng này tùy tiện liệu có thể nhìn thấy được sao? Hắn có thể nhìn thấy đường tổng, ta quỳ xuống với hắn, gọi hắn là cha đều được." Các nữ người mẫu khác cũng đều là từng nàng che mặt cười khẽ. Hiển nhiên tại trong nhận thức nông cạn của các nàng, hành vi của Bộ Nguyên Minh là buồn cười cùng ngây thơ như thế nào. Mà giờ khắc này, nữ giám đốc điều hành kia cũng một mặt trêu tức nhìn xem Bộ Nguyên Minh, thản nhiên nói: "Vị tiên sinh này, tổng bộ công ty của chúng ta quả nhiên ở gần đây, chỉ cần 3 phút 5 phút là tới nơi. Thế nhưng là ngươi thật sự cảm thấy ngươi có năng lực gặp được Đường Tiểu Vũ, đường tổng của chúng ta hay sao? Không nói là nàng, bản thân liền là người có đường môn yến kinh. Người bình thường liền đến gần nàng đều không được. Đơn thuần là nàng thân là tổng giám đốc đường môn phim, không có hẹn trước liền không gặp được." Bộ Minh không để ý tới nữ giám đốc điều hành cao cao tại thượng mà thản nhiên nói: "Ngươi nói cho Đường Tiểu Vũ biết ta là Bộ Nguyên Minh. Đã nàng từ nơi đó tới đây, chỉ cần 3 phút, 5 phút, ta liền cho nàng 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút đồng hồ, nàng không xuất hiện, ngươi tự gánh lấy hậu quả." Nữ giám đốc điều hành biểu môi, một vẻ mặt trêu tức: "Tiên sinh, ngươi giả bộ cái con trâu gì à? Ngươi quấy rối như thế này, có tin ta gọi bảo vệ đem ngươi ném ra bên ngoài hay không? Ngươi phải biết, đất dưới chân ngươi đã được chúng ta thuê trọn." Nương theo lời nói nữ giám đốc điều hành rơi xuống, mấy tên bảo vệ chính là sắn quần sắn áo đi tới. Từng tên nhìn xem Bộ Nguyên Minh, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, như thể chỉ trong vài phút liền phải ra tay. Bộ Nguyên Minh giơ tay lên nhìn chiếc Rolex cổ trên cổ tay, thờ ơ nói: "Còn có 4 phút nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Bộ Nguyên Minh, Trần Viện Viện cười lạnh nói: "Trịnh Khánh Vân, nam nhân này của ngươi còn dám quy định thời gian cho đường tổng chúng ta nữa sao? Hắn cho là mình tính là cái rễ hành nào chứ?" Trần Khánh Vân mặc dù biết Bộ Nguyên Minh có bản lĩnh, chẳng qua nàng cũng không cho rằng Bộ Nguyên Minh chỉ một câu có thể để cho Đường Tiểu Vũ xuất hiện. Cho nên chần chờ chỉ chốc lát về sau, Trần Khánh Vân vẫn là nói khẽ: "Anh rể, bằng không chúng ta..." Bộ Nguyên Minh lắc đầu cắt ngang Trần Khánh Vân. Nhìn thấy hành động của hai người, Trần Viện Viện một vẻ như nhìn thấu Bộ Nguyên Minh: "Trần Khánh Vân, nam nhân này của ngươi xem ra là muốn cho ngươi chỗ dựa, để chúng ta cảm thấy ngươi, Trịnh Khánh Vân, bối cảnh là vô song, đúng không? Nhưng ta cho ngươi biết, đường tổng, một người như vậy, căn bản cũng không phải là hắn, loại nam nhân cấp độ này có tư cách tiếp xúc. Người đó vẫn là khuyên hắn ngoan ngoãn nhận sợ đi. Tại Yến Kinh một nơi như vậy, giả bộ trâu bò là thực sự sợ mình chết quá chậm rồi hay sao?" Trần Viện Viện một bên nói, một bên đánh giá cẩn thận Bộ Nguyên Minh. Rất nhanh nàng liền sức xác định, Bộ Nguyên Minh mặc dù tướng mạo đường đường có mấy phần tiểu soái ca, nhưng vấn đề là vô luận nhìn thế nào đều không phải là thế tử đại thiếu hào môn nhà nào ở Yến Kinh. Đã không phải là thế tử đại thiếu, nàng Trần Viện Viện sợ cái cọng lông à? Cho dù là cái gọi là quá long giang, những năm gần đây nàng ý vào phong quang của đường môn tam thiếu dẫn qua còn ít hay sao? Có bao nhiêu người có chút năng lực đi vào Yến Kinh cuối cùng cũng không phải đều thành chó hay sao? Bộ Nguyên Minh không để ý tới Trần Viện Viện kêu gào mà là tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng: "Còn 3 phút ngay lúc này Tư Đồ Dao từ phía sau đi tới, nàng mang theo mấy phần cổ quái nhìn Trịnh Khánh Vân một chút về sau mới hướng về phía nữ giám đốc điều hành thản nhiên nói: "Hảo Tâm, khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là nên gọi điện thoại cho Đường tiểu thư thì tốt hơn, bằng không mà nói ta sợ ngươi gánh không nổi cái hậu quả này đâu."
So với Bụng Minh mặc quần áo mộc mạc, quần áo trên người Tư Đồ Dao tuy rằng đơn giản nhưng cái nào cũng là hàng hiệu cao cấp. Cái đồng hồ Van Cleef & Arpels Silver Bright trên cổ tay nàng trị giá hàng triệu USD. Một thân trang phục này tạo cho nữ giám đốc điều hành kia áp lực cực lớn. Khóe mắt nàng run rẩy, một lát sau liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hóa ra là một cái tiểu bạch kiểm mà. Nhìn thấy Tư Đồ Dao xuất hiện, Trần Viện Viện theo bản năng sinh ra địch ý. Giờ phút này mũi không phải mũi, đít không phải đít, mở miệng: một cái tiểu bạch kiểm đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, đến ra mặt cho những nữ nhân khác nữa sao? Ta khuyên người đó nha, vẫn là nhanh lên, cút đi là tốt nhất. Tại thời điểm Trần Viện Viện xem thường mở miệng, Trần Cách Vân giờ phút này cũng quay đầu đánh giá Tư Đồ Dao. Tất cả mọi người đều là nữ nhân, cho nên Trần Khánh Vân cùng Tư Đồ Dao gần như đều là nháy mắt xem thấu tâm tư của đối phương. Đây là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Trong lòng cả hai đều đồng thời có ý nghĩ này, chẳng qua ngoài mặt đều là mỉm cười. Chào tỷ tỷ, anh rể của tôi, thế nào lại đi cùng ngươi à? Trần Khánh Vân một mặt mỉm cười mở miệng: anh rể sao? Ta thế nào lại nghe nói Bụng Minh còn độc thân chứ? Tư Đồ Dao nở nụ cười xinh đẹp: muội muội à, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đó chứ? Tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như thế, ta thế nào lại gạt ngươi chứ? Muội muội, ngươi xinh đẹp như thế, mẹ Trương Vô Kỵ đã nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng lừa gạt người đó. Bụng Minh vốn đang thờ ơ, nghe được hai người này đột nhiên tỷ tỷ muội muội, cảm thấy sợ hãi nổi hết da gà, dường như có cái gì đó không đúng cho lắm. Cộc cộc cộc. Ngay tại thời điểm Bụng Minh vừa muốn nói cái gì đó, bên ngoài nơi tổ chức sự kiện vang lên tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó liền thấy được mấy nam nữ mặc trang phục chỉnh tề bước nhanh đi tới. Nữ nhân đi đầu rõ ràng là Đường Tiểu Vũ của Đường Môn. Vì Đường Tiểu Vũ này từng tại trước mặt Bụng Minh cao cao tại thượng, giờ phút này lại một vẻ mặt khẩn trương. Dù sao nàng không biết Bụng Minh đột ngột xuất hiện là vì cái gì, mà Bụng Minh hiện tại thế nhưng là khách quý của Đường Môn Yến Kinh. Nếu như anh muốn tìm mình gây phiền toái, chỉ sợ mình cũng rất khó giải thích ra. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tiểu Vũ sắc mặt kìm lòng không được có chút khó coi. Nàng thân là tộc nhân dòng chính của Đường Môn Yến Kinh, đối với một số phong cách hành xử của Bụng Minh vẫn là ít nhiều có chút hiểu rõ. Cho nên tại bên trong sự tôn kính đối với Bụng Minh, nàng còn trộn lẫn thêm một chút kính sợ. Mà nhìn thấy Đường Tiểu Vũ lại thật sự xuất hiện, Trần Viện Viện cùng những người mẫu khác giờ phút này mỗi một người đều là hơi sững sờ, sau đó vô thức nặn ra biểu lộ nịnh nọt nghênh đón chào hỏi Đường tổng. Đường Tiểu Vũ căn bản là không để ý tới những người này, mà là ánh mắt ở trong sân thật nhanh quét một vòng, sau đó rơi xuống trên thân Bụng Minh, để nàng bước thật nhanh tới. Bùi thiếu, thật xin lỗi, là tôi tới chậm. Trần Viện Viện đám người nháy mắt biểu lộ cứng đờ. Bụng Minh thế mà thực sự nhận biết Đường Tiểu Vũ hay sao? Mấu chốt nhất chính là Đường Tiểu Vũ thế mà tại trước mặt Bụng Minh lại tất cung tất kính như thế sao? Cái này làm sao có khả năng được chứ? Bùi thiếu đột nhiên đến Đường Môn phim chúng ta như thế là có chuyện gì dặn dò hay sao? Đường Tiểu Vũ trầm giọng mở miệng: cũng không có gì to tát. Bụi Minh tay phải chỉ vào Trịnh Khánh Vân: đây là muội muội của ta, hiện đang làm việc tại Đường Môn phim các ngươi. Kết quả chị đại của bộ phận quảng cáo các ngươi bắt nàng phải đi ngủ với lão nam nhân, bằng không mà nói liền phải hủy hoại nàng. Ta muốn thay cô muội muội này của ta hỏi một câu, đây chính là phép tắc của Đường Môn phim các ngươi hay sao? Nghe được lời nói của Bụng Minh, mi mắt Đường Tiểu Vũ dịch, sau đó nhanh chóng quay người, bốc một phát, bàn tay liền nện tại trên mặt Trần Viện Viện đang vội vàng không kịp chuẩn bị. A! Trần Viện Viện bục mặt ngồi ngã ngồi trên mặt đất hét thảm, một mặt vẻ không thể tin nổi. Bùi thiếu, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Bùi Minh thản nhiên nói: Đường tiểu thư, ngươi và ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, ta biết chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, cho nên ta cũng không muốn làm khó ngươi. Để nàng quỳ xuống dập đầu 10 cái cho cô muội muội này của ta, chuyện này liền đi qua. Đường Tiểu Vũ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi xuống trên thân Trần Viện Viện, lạnh lùng nói: to nghe thấy hay không, nện 10 cái khấu đầu cho tiểu muội muội, bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả.
Nghe nói như thế, Trần Khánh Vân cùng Tư Đồ Dao đều là một mặt cổ quái nhìn xem Đường Tiểu Vũ. Bùi Nguyên Minh đến cùng là làm qua chuyện gì rồi chứ? Thế nào Đường Tiểu Vũ đem lời nói của anh xem như thánh chỉ mà chấp hành như vậy chứ? Mà nghe được lời nói của Đường Tiểu Vũ, một số nam nữ người mẫu ngày bình thường từng bị Trần Viện Viện lấn ép, tựa hồ cũng ý thức được ngày tháng tốt đẹp của Trần Viện Viện đã trôi qua. Không ít người mẫu lập tức liền lấy ra điện thoại di động, phấn khích chuẩn bị quay chụp một màn Trần Viện Viện quỳ xuống đập đầu. Nhìn thấy cảnh tượng giờ phút này có chút tan đàn xẻ nghé, Trần Viện Viện trong lòng bốc hỏa. Nàng từ dưới đất bò lên, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Tiểu Vũ nói ra: "Đường tổng, ngươi thật cho là mình có tư cách quyết định chuyện của ta hay sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là người của Tam Thiếu. Tại nội bộ Đường môn, thân phận của ngươi cùng Tam Thiếu so ra không là cái rắm gì. Ngươi dám cùng Tam Thiếu không qua được, ta muốn ngươi xong đời. Ngươi có bản lĩnh, chờ đó cho ta." Đang khi nói chuyện, Trần Viện Viện liền từ trong ngực lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhìn thấy Trần Viện Viện thế mà không hiểu chuyện như thế, Đường Tiểu Vũ vô thức liền phải đến người ngăn cản. Chẳng qua Bộ Nguyên Minh lại thản nhiên nói: "Cứ để nàng gọi, dù sao cũng phải để cho nàng biết cái gọi là chỗ dựa của mình không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện nhận sợ." Nghe được lời nói của Bộ Nguyên Minh, Đường Tiểu Vũ ngừng lại động tác. Rất nhanh, Trần Viện Viện mở một dãy số liền gọi đi, mà lại tại nháy mắt điện thoại kết nối, nàng trực tiếp ấn loa ngoài. Rất nhanh, đối diện truyền đến một thanh âm đạm mạc lạnh lẽo: "Có việc gì?" Trần Viện Viện thân thể mềm mại run rẩy, vô cùng kích động, mừng rỡ như điên: "Tam Thiếu, là em, Trần Viện Viện à, là tiểu nô của ngài, Trần Viện Viện à. Lúc trước ngài đem em vứt vào Đường môn phim, hứa hẹn cho em làm chị đại của Đường môn phim, nhưng bây giờ em ở đây bị người bắt nạt à. Nàng không chỉ không nể mặt em, hơn nữa còn nể em một cái bạt tai, còn để em dập đầu xin lỗi cho một tiểu tiện nhân. Tam Thiếu, ngài nhất định phải làm chủ cho em đó." Nghe nói như thế, người đối diện ngữ khí nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí: "Là ai? Ai dám tại địa bàn Đường môn chúng ta đắc tội với nữ nhân của Đường môn Tam Thiếu ta? Coi như Đường Tiểu Vũ tiện nhân kia cũng không dám lừa làm như vậy. Ngươi để hắn đem tên họ báo ra, mặc kệ hắn là tại Yến Kinh hay là tại Đại Hạ, ta đều sẽ cho hắn phải hối hận khi chui đầu ra thế giới này." Đối diện Đường môn Tam Thiếu mười phần bá khí, lúc nói chuyện càng là trâu bò ầm ầm, thật giống như chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ thế giới đều có thể bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Mà lại từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra Đường Tiểu Vũ hắn cũng không để vào trong mắt. Đường Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp trầm xuống, thật sự muốn mở miệng, Bộ Nguyên Minh cũng đã khoát tay áo thản nhiên nói: "Đường môn Tam Thiếu đúng không? Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Bộ Nguyên Minh. Nếu như ngươi không biết ta là ai, có thể đi hỏi lão thái quân các ngươi hoặc là môn chủ các ngươi một chút, biết rõ ràng ta là ai về sau ngươi lại đến nói chuyện. Mặt khác, nữ nhân của ngươi khi dễ muội muội của ta để ta rất không vui, chuyện này ngươi tốt nhất có thể cho ta một câu trả lời. Ngươi có thể cho ta một câu trả lời cũng liền thôi, cho không được ta sẽ giúp ngươi có thể diện." Lời nói nhẹ như mây gió của Bộ Nguyên Minh còn độc đoán hơn Đường môn Tam Thiếu đối diện gấp không biết bao nhiêu lần. Cái quỷ gì vậy chứ? Trần Viện Viện còn có nam nữ người mẫu phía sau nàng, mỗi một người đều là một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thần sắc mang theo một loại kinh ngạc khiến người khó có thể tin. Hiển nhiên các nàng tuyệt đối nghĩ không ra Đường môn Tam Thiếu, một đại nhân vật như vậy, đã đích thân nghe điện thoại Bộ Nguyên Minh thế mà còn có thái độ như vậy hay sao? Cái tên này thật là trâu bò vô địch thế giới rồi à. Dù sao tại trong nhận thức của Trần Viện Viện, Đường môn Tam Thiếu tại Yến Kinh, thậm chí với toàn bộ Đại Hạ, đều tuyệt đối là nằm trong một nhóm người cao cấp nhất kia. Nhưng vấn đề là gia hỏa hiện tại hoặc nhìn như là tiểu hoặc kiểm lại dám khiêu chiến với hắn như thế sao, khiến người khó có thể tin à. Bùi Nguyên Minh sao? Người đầu dây bên kia dường như sững sờ trong giây lát, và trong thanh âm mang theo một loại không thể tin được: "Người chính là khách quý Đường môn chúng ta, Bùi Nguyên Minh sao?" Bùi Minh thản nhiên nói: "Là ta." Có một sự im lặng chết người ở phía bên kia điện thoại. Sau một lát,
thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng vẻ âm lãnh cùng cao cao tại thượng đều biến mất, thay vào đó chính là một loại lấy lòng đến cực đoan. Liền xem như cắt qua điện thoại, nhưng mọi người cũng cảm nhận được Đường Môn Tam Thiếu thời khắc này 80% là đang cúi đầu khom lưng. Bùi Thiếu, Bùi Đại Thiếu, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta nuôi người mà không hiểu rõ, nuôi một con chó cái ngu xuẩn quản giáo lại không tốt, đây thực sự là đem lại phiền toái cho ngài rồi. Nghe được lời nói nhận sợ của Đường Môn Tam Thiếu, Trần Viện Viện gắt gao bịt chặt lấy miệng của mình, không để cho mình ré lên. Thế nào có khả năng chứ? Đường đường là một Đường Môn Tam Thiếu, thế nào có khả năng biến thành con rùa rút đầu như thế này à? Đây có còn là đại thiếu trong truyền thuyết hay sao? Cái họ Bùi này đến cùng là có địa vị gì chứ? Bùi Minh từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt mở miệng nói. Nuôi không dạy là lỗi của cha. Ngươi mặc dù không phải là cha của nàng, nhưng cũng là chủ tử của nàng. Ngươi nuôi chó phách lối như thế, khi dễ đến trên đầu muội muội của ta, rất ngu bất đó nha. Hờ, còn chó ngu ngốc tôi nuôi. Đường Môn Tam Thiếu nọt cười một tiếng, lời nói mang theo vài phần cổ quái, lại trực tiếp để tâm hồn Trần Viện Viện lọt tõm vào 18 tầng địa ngục. Trước đây nàng có lẽ là một con chó bên cạnh ta, nhưng từ giờ này khắc này nàng cũng không còn tiếp tục là chó. Dạng mặt hàng này liền tư cách làm chó để không có. Đường Môn Tam Thiếu lời nói đạm mạc, mang theo cao cao tại thượng mà đại thiếu hào môn vốn có, thế nhưng là cũng mang ý nghĩa Trần Viện Viện lần này đã triệt để xong đời. Bốp bốp bốp, không chần chờ một chút nào, Trần Viện Viện quỳ trên mặt đất nện cho mình 10 cái bàn tay về sau, mới hướng về phía Trịnh Khánh Vân đục 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 đập đầu xuống đất, sau đó nàng lộn nhào bò đi rất nhanh. Sau sự tình lần này, nàng liền rốt cục không còn là cái gì chỉ đại của bộ phận quảng cáo nữa. Đường Môn Tam Thiếu một câu nói kia cũng mang ý nghĩa nàng sẽ bị ngành giải trí triệt để phong sát. Nàng một nữ nhân như thế này, hạ tràng cuối cùng khẳng định là vô cùng thê thảm. Đối với hạ tràng của Trần Viện Viện, Bùi Minh không có chút cảm giác nào, mà là cảm thấy phải như vậy. Dù sao loài nữ nhân tự cho là đúng, còn mưu toan khi dễ hậu bối này, rơi xuống kết quả như vậy đã coi như là không tệ. Giải quyết xong chuyện này, Đường Tiểu Vũ tất cung tất kính đem Bùi Minh mời đến trong một tòa văn phòng 3 tầng cách nơi này mấy trăm mét. Trịnh Khánh Vân cùng Tư Đồ Giao cũng đi theo. Nhìn thấy thái độ của Đường Tiểu Vũ, hai người đều vô cùng kinh ngạc. Đường Tiểu Vũ không biết Trịnh Khánh Vân, nhưng lại nhận biết Tư Đồ Giao, chỉ là chưa quen thuộc mà thôi. Nhìn thấy Tư Đồ Giao đi theo bên người Bùi Minh, nàng dường như nhớ tới chuyện gì đó, chần chờ chỉ chốc lát về sau, nàng cũng không có nhiều lời cái gì. Rất nhanh, sau khi mấy người ngồi xuống, Đường Tiểu Vũ lên tiếng, chư vị muốn uống cái gì à? Bùi Minh lắc đầu, không cần đâu. Sau đó, anh nhìn Trịnh Khánh Vân một chút. Khánh Vân, cô định tham gia cuộc thi người mẫu con đường tơ lụa, đúng không? Trịnh Khánh Vân chần chờ một chút, vẫn là mở miệng. Vâng, em lúc đầu chuẩn bị... Không đợi Trịnh Khánh Vân nói xong, Bùi Minh đã cắt ngang lời nàng. Nhìn xem Đường Tiểu Vũ nói ra, Đường Tổng, muội muội này của ta đã muốn tham gia cuộc thi người mẫu. Như vậy, ta hy vọng ở trong quá trình này, ngươi không cần mở bất luận cái cửa sau gì cho nàng. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng những chuyện tương tự hôm nay lại phát sinh một lần nữa. Chút yêu cầu nho nhỏ đó, ngươi hẳn là sẽ đáp ứng à? Đường Tiểu Vũ hơi sững sờ về sau, vẫn là gật đầu. Bùi Thiếu yên tâm, đã ngài mở miệng như vậy, mọi chuyện sẽ được xử lý một cách công bằng nhất. Mà lại, ta dùng tính mạng của ta cam đoan những chuyện tương tự sẽ không còn phát sinh. Ta sẽ đem Đường Môn phim từ trên xuống dưới thật tốt chỉnh đốn một lần, tuyệt đối sẽ không để Bùi Thiếu ngài thất vọng. Bùi Minh nhẹ gật đầu, nhìn thấy đã nói xong liền chuẩn bị đứng lên rời đi. Chẳng qua Đường Tiểu Vũ chần chừ chỉ chốc lát về sau, còn nói khẽ, Bùi Thiếu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp mặt. Đường Môn chúng ta vốn dĩ chuẩn bị tìm thời gian chính thức hẹn ngài lại đi nhìn xem cho lão thái quân nhà ta, nhưng cha ta vừa mới biết ngài đang ở tại chỗ này của ta, cho nên ông ấy nói với ta nhất định phải đem ngài đưa đến Đường Môn, không biết ngài có thể cho một chút thể diện hay không. Bùi Minh vốn dĩ không muốn đáp ứng Đường Tiểu Vũ, nhưng là suy xét đến Trịnh Khánh Vân thật sự muốn tham gia cái đại hội người mẫu đó, cho nên chần chờ chỉ chốc lát về sau, anh khẽ gật đầu đồng ý.
Rất nhanh, Đường Tiểu Vũ sắp xếp người đem Tư Đồ Dao cùng Trần Khánh Vân đưa trở về, mà chính nàng thì là tự mình lái xe đem Bụi Minh đưa đến trang viên Đường Môn. Trang viên Đường Môn sau khi trải qua sự kiện lần trước, chỉnh thể bố cục, hắn là đã mời đại sư phong thủy nhìn qua. Cho nên lần này, thời điểm đi vào cửa trang viên, Bụi Minh bất giác vô thức cau lại lông mày, chẳng qua anh lại không nói nhiều cái gì. Ngược lại là Đường Tiểu Vũ với tính tình tỉ mỉ, chú ý tới biến hóa trên nét mặt của anh, giờ phút này vô thức nói: "Bùi thiếu, là có phát hiện gì rồi sao?"